À vâng, xin chào các bác. Clip hôm nay em đặt trần xin test cho các bác cặp loa Sargon Vega là S10, dòng loa đậm chất Mỹ và với cái chất âm mạnh mẽ, uy lực, trầm sâu như bom và tiếng rất là sáng. Cặp này nghe đa thể loại nhạc cũng là dễ phối ghép âm ly. Sargon Vega thì nổi lên như một hiện tượng rất là nhiều anh em đam mê săn lùng cũng như là tìm kiếm. Bên em về được một cặp LS10 và giá vô cùng là hợp lý. Xin giới thiệu cùng anh em, hôm nay sẽ test một cái bản nhạc mạnh cho anh em cùng xem. Cặp Sargon Vega LS10 đẹp xuất sắc, nguyên zin, cấu hình bass 25, trung giấy, chép đom. Cặp loa có giá 9.200.000 đồng. Mời các bác cùng nghe. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy alo trực tiếp cho em đặt trần. Số máy 0983586968. Shop đặt trần, địa chỉ 29/7 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Mong các bác lưu ý như vậy cho. Tiếng bass đánh rất là chắc, bên em đang chơi cho phòng 30m2. Tiếng trầm sâu, uy lực mạnh mẽ, bass đánh rung phòng luôn. Trung chép rất là sáng, rõ nét, bông tơi. Cặp loa cho cái chất âm rất là hay phải không ạ? Với cái mức giá chỉ có 9.200.000 đồng, một mức giá vô cùng là hấp dẫn. Bên shop đặt trần về được cặp loa này. Bác nào có nhu cầu mời các bác hãy alo trực tiếp cho em nhé. Và các bác đang xem kênh thì mời các bác nhớ đăng ký kênh bên em để theo dõi cũng như là cập nhật các dòng sản phẩm audio mới nhất do đặt trần cung cấp. Cặp này thì hàng về rất là đẹp các bác ơi, đẹp xuất sắc luôn. Bao nhiêu mà lại rất là đẹp. We'll be right back.
các bác đã theo dõi video clip của em và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Xin chào các bác.